Cố tình hôn rắn hổ mang, người đàn ông nhận cái kết khiến người xem khó tìm. Cố tình đùa giỡn rồi hôn con rắn hổ mang, người đàn ông suýt mang họa vì hành động dại dột của mình. Sự việc xảy ra tại Ấn Độ. Cụ thể, sau khi phát hiện thấy một con rắn hổ mang, người dân ở khu vực này đã gọi người đàn ông chuyên thôi miên rắn tới để giúp đỡ. Khi tới hiện trường, người đàn ông đã tìm thấy con rắn nằm dưới một hòn đá ở vỉa hè. Quá tự tin vào khả năng thu phục rắn của mình, người này đã cố tình trêu đùa con vật. Khi anh ấy cố hôn con rắn hổ mang, nó bất ngờ cắn vào mặt khiến anh ta chảy rất nhiều máu. Người đàn ông này sau đó được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Các bác sĩ cho biết anh ấy may mắn sống sót vì được điều trị kịp thời.